sẽ tiếp tục dạy cái đề về ôn tập cuối năm 2024. Hôm trước là mình đã giải tới câu 32. Tiếp theo là mình sẽ làm câu 33. Câu 33, mức độ 2. Cho một hàm số y bằng x có đạo hàm f phẩy x bằng như đây. Hàm số cho đồng biến được khoảng nào dưới đây? Vậy thì lúc này là mình sẽ có là f phẩy là cho dưới dạng tích của hai hàm, thì em chỉ cần muốn tìm đồng biến nghịch biến của f phẩy thì em tìm nghiệm của đạo hàm đồng biến nghịch biến của x thì tìm nghiệm của f phẩy. Vậy thì f phẩy sẽ bằng không là lần lượt cho từng cái tích bằng không, có x cộng một bằng không và x trừ 4 bằng 0. Từ này mình suy ra là x bằng âm 1 hoặc là x bằng 4. Chưa? Cả hai nghiệm này đều hai nghiệm đơn nên mình sẽ lấy hết ha. Bây giờ là mình sẽ có là bằng dấu âm 1 đứng trước, 4 đứng sau. Dùng vô cột. Không. Không. F phải ha. Mình không cần ít nha. Để xét dấu thì mình sẽ thay số vô thôi ha. Tuy nhiên nó có rất nhiều cách để xét nhanh, nhưng mà trong trường hợp mấy bạn không nhớ hết thì cứ thay số cái này ha. Thì từ 4 vô một cung thì thay số 5 vô đây. Vậy là 5 cộng 1 nhân với 5 trừ 4. Cái này dương. Thì nó sẽ bằng nhau dương. Và thằng này âm là dương. Đấy, để hỏi đồng biến. Đồng biến là dấu dương. Thì dấu dương là dấu này. Dấu này thì nó đi đi từ âm vô cùng tới âm 1. Âm vô cùng tới âm 1. Thì âm vô cùng tới 0 là sai rồi ha. Và cái thứ hai là 4 cái dương vô cùng. Có đây ha, đáp án B. Này, bài này thì rất nhiều bạn nhìn là nhắm được luôn ha. Trừ 1, 4 trong trái ngoài cùng. Trong cái mà cùng kia chọn được ngay B luôn. Ok nha. Rồi. Qua câu 34 ha. Là tài liệu này lại. Câu 34, người ta cho mình trong phương trình UDZ là 3 điểm aperture. Rồi phương trình đường thẳng đi qua trọng tâm G và trọng tâm của tam giác aperture. Như vậy thì điểm đi qua là trọng tâm. Thì trọng tâm thì mình sẽ tìm như thế nào? Trọng tâm là mình sẽ lấy điểm A cộng tọa độ điểm B cộng tọa độ điểm C tương ứng hoành tung cao tất cả điểm chia cho 3. Làm trắc nghiệm thì sẽ ghi dày nha. Vậy thì lúc này là em bạn nào nhắm được thì nhắm, còn không nhắm được thì nhập máy tính. Nhập máy tính thì nó sẽ ra được đường cơ. Thầy đang làm trắc nghiệm nha. Tự động là mình không ghi như thế. Đây, ba là điểm aperture đây. Đó, aperture thì mình sẽ nhập alpha A cộng alpha B cộng dư với độ cộng alpha C tất cả điểm chia 3, sau đó bấm con
CLC. Ở đây mình sẽ lần lượt nhập hoành độ của bài điểm này. E trước là trừ 1, B là trừ 2, C là 0. Đây, ở đây đó là trừ 1, điện trừ 1 như này. Xong một cái hoành, lên cái tung. Bạn nào sợ vô thi sợ quá không nhắm nổ thì như thế. 3, 5, 1. Nên đó là 3. Lên cái cao. Cao độ Z đấy ha. Còn tại 4. 1. 1. Đó là 2. Được chưa? Rồi. Vậy là mình có điểm đi qua là trừ 1, 3, 2. Thì lưu ý là cái điểm đi qua là có thể làm một điểm khác được, nhưng mà không được quyền đổi dấu của điểm đi qua. Nó cho đáp án mình là trừ 1, trừ 3, trừ 2, ví dụ thế thì thường nó sẽ sai hết. Rồi, tóm lại là một cái điểm đi qua rồi nha. Bây giờ tiếp theo là đến cái tìm cái vector chỉ phương. Thì ở đây người ta nói là D này là vuông góc với aperture. Vuông góc với aperture. Như vậy thì nó vuông với aperture. Aperture là có một cái vector là vector pháp tuyến. Thì lúc này cái vector pháp tuyến của aperture nó sẽ cùng, nó sẽ cùng vuông với cái đường thẳng D này. Vậy thì đường thẳng D này có cái vector chỉ phương UD. Vậy thì cái vector UD này mình có thể lấy nó trùng với cái vector N aperture. Mà N aperture tức là tích các hướng của Amber với Acer. Amber với Acer. Hoặc là em, hoặc là BE với BC, hoặc là CE với CB thì mình ha. Nói chung hai vector bất kỳ thôi. Rồi giờ thì sẽ lấy AB này. AB là sẽ bằng là lấy B trừ E. B trừ E là bằng trừ 1, 2 và trừ 3. Được chưa? AC là sẽ bằng 1, trừ 2 và trừ 3. Rồi, tới đây mình sẽ tích các hướng. Mình tính đi. Menu 5, 1, 3, nhập vector E, trừ 1, 2, trừ 3, option, tạo vector, vector B, nhập vector B, 1, trừ 2, trừ 3, option, tính toán vector tích các hướng là mình sẽ bắn như thế này. Option 3 rồi sẽ tiếp tục option 4, không có gì trên dừa cả ha. Bấm bang trừ 12, trừ 6, 0, trừ 12, trừ 6, 0, trừ 12, trừ 6, 0. Mình có thể rút gọn vector này về thành một cái vector khác là chia ra trừ 6 thì 2, 1, 0. 2, 1, 0, trừ 1, 3, 2. 2, 1, trừ 12, trừ 6, 0 là B sai này. Ở đây mình sai này. 2, 1, 0 đúng, 2, 1, 0 đúng. Cho nên là trừ 1, 3, 4. Cô D là trừ 1, 3, 4. Cái này là trừ 1, 3, 2. Vậy là E đúng. Ok. Các bạn nào có thích thử hay là giải gì để cách thì nhanh hơn là cứ tự làm ha. Mình có thể kiểm tra lại thử cái vector đúng hay không bằng cách là lấy cái vector này. Cái vector mình tìm được này, mình đem nhân lần lượt với hai cái vector EAB và EC. Nếu như mình nhân vô hướng ra bằng 0 là đúng ha. Để thử này. Trừ 12 trừ 6 0, nếu nhân với cái vector AB thì nó sẽ là 10 trừ 12 nhân trừ 1 bằng 12. Rồi trừ 6 nhân
với 2 là bằng trừ 12, 0 là không, tức là bằng 0, đúng ha. Đấy. Tương tự vậy, nếu nhân với AC là trừ 12 rồi cộng 12 à, cộng 0 cũng bằng 0, ok chưa? Rồi xong câu 34 ha. Kiếp nạn thứ 13, kiếp nạn thứ 82. Đứng máy luôn rồi. Vị gì thế nhỉ? Nó cứ xoay từ dòng vào dòng 500 kiểu xuống người ta. Thầy khởi động lại máy thử. Cái gì đó? À, được rồi. Trời. Rồi. Chẳng thiệt có chứ. Này, câu 35. Tự động là máy nó sợ sao? Là câu lấy rồi đến mức 7 điểm rồi ha. Nhưng là một câu xuất sắc. Một cái kệ sách có 15 quyển sách, trong đó có 4 quyển toán. 4 toán khác nhau, 5 quyển sách lý khác nhau, 6 quyển sách văn khác nhau. Người ta lấy ngẫu nhiên ra 4 quyển sách từ kệ xác suất để số sách lấy ra không đủ 3 môn. Lấy 4 quyển nhưng mà không được đủ 3 môn. Bây giờ thì bây giờ số phần tử của không gian mẫu là gì? Số phần tử của không gian mẫu là n omega. N omega của mình sẽ là mình lấy ra 4 quyển trong tổng số là 15 quyển. Lấy không có xếp gì cả ha. À, dùng C. Rồi. Tiếp theo là cái mình sẽ tính cái trường hợp mà yêu cầu là không đủ 3 môn. Vậy thì giờ thầy sẽ làm là đủ 3 môn ha. Thầy sẽ làm đủ 3 môn. Đủ 3 môn thì lúc này là sẽ có 3 trường hợp. Lấy bông 4 cuốn đúng không? Trường hợp nhất là một toán, một lý và hai văn. À, một toán, một lý và hai văn. Thì lúc này nó sẽ là một toán trong 4 toán, một lý trong 5 lý và hai văn trong 6 văn. Nhân lại với nhau nha. Trường hợp thứ hai là một toán, hai lý và một văn. Thì nó sẽ là một toán trong 4 toán, hai lý trong 5 lý, một văn trong 6 văn. Và trường hợp thứ ba là hai toán, một lý, một văn. Thì nó sẽ là
2 toán trong 4 toán, 1 lý trong 5 lý, 1 văn trong 6 văn. Xong rồi mình muốn tìm thì mình sẽ tính tổng 3 trường hợp này lại ha. Dùng bấm máy này nha. Bốn c một là 4, 5 c một là 5, 6 c hai bằng vẽ ra 300. Thằng này là 300. Tiếp tục 4 c một là 4, 5 c hai bằng 6 c một là 6, 240. 4 c hai nhân 5 nhân với 6 180. Đó, mình cộng ba cái đó lại ha. Lấy 180 cộng 240 cộng 300 720. Vậy thì 720 chính là cái nợ ngang, tức là cái biến cố ngược với cái yêu cầu của đề bài. 720. Như vậy thì xác suất mà mình cần tìm xác suất cần tìm thì chỉ bằng là 1 trừ cho cái xác suất của biến cố đối, thì nó chỉ là bằng 1 trừ 720 thêm chia cho C 154. Thì sẽ ra kết quả là 1 trừ con số 720 chia cho 15C4 43 phần 91 chính là đáp án D. Xong thôi. Và đây thì mình có thể làm trực tiếp, mình làm thể thấy làm biến cố đối nó dễ hơn. Trực tiếp tôi là nó hơi rắc rối. 4 biến điều toán, 4 biến điều lý, 4 biến điều văn. Rồi 4 biến đó nó có vừa toán vừa lý. Vừa toán vừa văn, vừa lý vừa văn. Nó phải cộng trừ tá lẻ nữa ha. Làm này thì nó kỹ hơn. Chưa? Cho một hình lập phương góc giữa EC và DE1. Này là phải vẽ cái hình ra này. EC mình phải lấy sao cho nó hợp lý nha. EC rồi DA1 thì cứ quay quay biết bực vậy ta. Nếu mà bực mà nó cũng cho nó cứ quay quá chịu thiệt chứ. Thôi quá đổi luôn. EC này
L1 thì ra bên đây. Đây miệng L, L1 đứng giống nhau được không? Anh này L1 cũng cần. Rồi, C với D L1. Trước tiên là nó 90 được không? Ha? Thì mình có là AC nó đang vuông với AC đang vuông với EA1 này. Bây giờ nếu mà AC nó vuông với DA1 nữa thì C là AC nó sẽ vuông với AD luôn. Đó. Vô lý. Nếu mình cũng mưa là sai nha. Không trao đổi mô mục luôn hả? Căng nhỉ. Mình đổi mô mục cho tụi em dễ nhìn mày. Vật thiệt chứ. Bị gì chả biết. Dán vậy xong. Vậy bây giờ đã tính được góc giữa hai đường giờ hiện lên đọc. Góc giữa hai cái đường này là mình cần phải đưa về hai đường cùng song song với nó ha. Hoặc là mình giữ im một đường thay về đường kia. Vậy thì ở đây thầy giữ im nha. Thì thầy thấy là AC thì chỉ giữ E1D lại. Giữ E1D lại thì thay cái AC bởi một thành song song là cái thành E1C1 à. Thành E1C1 nó sẽ song song với AC. Đấy thì lúc này góc, cái góc giữa thành AC với DE1 là giờ vi rồi thành là E1C1 với E1C1 với DA1 và nó chính là góc DA1C1. Nếu nó nhỏ hơn 90 nha, nếu nhỏ hơn 90 thì nó khác. Đấy, về lúc này thì có một tính chất rất là đặc biệt đó là bản thân cái tam giác E1DC1 á, E1DC1 nó sẽ có là E1D. E1D là một đường chéo của hình vuông E1AD D1. Nó sẽ bằng E1C1, đường chéo của hình vuông E1B1C1D1 à. Và nó cũng sẽ bằng C1D, vì đó là đường chéo của hình vuông D1C1CD à. Tam giác các cái này thì suy ra nó là tam giác đều đó, tam giác đều. Vậy thì cái góc của nó chính là bằng bao nhiêu? Bằng 60 độ à. Bằng 60 độ thì bực ghê. Nó không cho chọn, nó cứ cứ xoay đừng bị lách cái gì. Rồi vậy là xong câu 36 nha. Đáp án D 60 độ. Cái tay nó bị đau. Đau như này chưa hết. Rồi thì khoan D cũng cho khoan luôn. Khoan bằng một xanh luôn. Rồi cho khoan chèm. Rồi, ok. Rồi, chào tạm biệt các em nha. Video